Em xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Và em là Tuấn, chuyên mua bán các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng, có địa chỉ 26D Phạm Hùng. Ngày hôm nay em muốn được xin phép giới thiệu đến anh chị và các bạn một chiếc xe sedan thuộc phân khúc xe hạng C đến từ nhà Hyundai. Đó chính là chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0. Chiếc xe sản xuất năm 2017, có tên tư nhân, mang biển số thành phố. Chiếc xe có ngoại thất là màu trắng và nội thất thì là màu đen. Chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 36.000 km quý anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe còn cực kỳ là mới ạ. Và ở thời điểm năm 2017 này, nếu mà anh chị nào mà muốn sở hữu được chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0 này thì anh chị phải bỏ ra khoảng 700 triệu. Trong khi đó chưa có 20 triệu tiền biển nếu mà về Hà Nội và 12% tiền thuế. Và vào thời điểm bây giờ thì salon em mới đang chào bán với giá là 545 triệu đồng quý anh chị và các bạn nhé. Rồi thì sau đây em cùng quý anh chị và các bạn tìm hiểu một chút về phần nội ngoại thất của chiếc xe. Về phần cụm đèn pha cốt đây thì được trang bị là cụm đèn full LED, kết hợp cùng với đó là có thấu kính projector, có giải LED định vị ban ngày. Phía dưới đây thì là bi gầm. Xe thì cũng có trang bị là cảm biến va chạm xung quanh xe. Ngay chính giữa mặt ca lăng đây thì được ốp những thanh chrome rất là sáng và nổi bật, cùng với đó là biểu tượng Hyundai. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Elantra thì có Kia Cerato, Mazda 3, Honda Civic và một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe của Ford Focus đến từ nhà Mỹ. Dưới nắp capo này thì là được trang bị động cơ 2.0 lít sản sinh công suất lên đến 156 mã lực, cùng với đó là hộp số 6 cấp cực kỳ là mượt mà và êm ái. Về phần la răng thì được trang bị bộ la răng phay đúc, kết hợp cùng với đó là 4 bánh ABS chống bó cứng, phân bổ lực phanh đó. Lốp thì là lốp R17, rất là đẹp. Trên chiếc xe này thì cũng có cảm biến áp suất lốp được nhà Hyundai trang bị luôn sẵn theo xe quý anh chị và các bạn nhé. Trên gương đây thì cũng được tích hợp là xi nhan trên gương. Chìa khóa thông minh keyless go với chỉ một lần chạm thôi. Nếu mà để về nói về những chiếc xe đến từ nhà Hàn Quốc thì người Hàn luôn chiều chuộng người dùng, trang bị cho xe rất nhiều những option. Đấy, cảm biến xung quanh xe. Về phần cụm đèn hậu này thì cũng được trang bị là cụm đèn hậu full LED, nhìn rất là đặc trưng của các dòng Hyundai. Kể cả trên phiên bản 1.6 thì cũng được trang bị cụm đèn full LED. Xe thì cũng có camera lùi. Sau đây thì em cùng quý anh chị và các bạn tìm hiểu về phần nội thất của xe. Xe thì được trang bị là màu ghi rất là sang trọng và nổi bật. Cũng có là cửa sổ trời. Vô lăng thì là vô lăng được bọc da. Vô lăng cũng là vô lăng ba chấu kết hợp cùng với các phím bấm, đàm thoại rảnh tay, to nhỏ âm lượng. Cruise control. Màn hình thì kết hợp cùng với camera lùi, nghe đài FM và theo dõi map ngay trên màn hình DVD. Điều hòa auto hai vùng độc lập. 3 chế độ lái, sấy sưởi ghế, đề nổ start stop. Đèn cũng là đèn auto luôn ạ. Và gạt mưa tự động. Ghế lái thì là ghế lái chỉnh điện 10 hướng của anh chị nhé. Rất là nhiều những option mà nếu mà kể đây thì không thể kể hết được. Về phần
hàng ghế sau của xe thì với một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C cũng ngồi rất là thoải mái và rộng rãi. Xe cũng có cửa gió điều hòa đằng sau, rất là tiện lợi với thời tiết nóng nực ở mùa hè tại Việt Nam. Như đã nói ở đầu video thì chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0 sản xuất năm 2017 này thì bên em cũng đang chào bán với giá là 545 triệu đồng. Giá cả thì hoàn toàn có thể thương lượng. Anh chị nào mà quan tâm về xe thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình, hoặc có thể đến trực tiếp salon bên em theo địa chỉ 26D Phạm Hùng. Và tất cả các sản phẩm bên em bán ra đều có cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, hộp số động cơ là nguyên bản. Anh chị hoàn toàn có thể mang xe ra gara mà anh chị quen biết hoặc mình mang vào hãng để mình kiểm tra về chất lượng của xe. Và chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe với lãi suất cực kỳ là ưu đãi ạ, tối đa trong vòng là 5 đến 6 năm. Và em xin phép được dừng video này đây, và nếu anh chị nào mà thấy hay thì hãy cho em xin một lượt like, một lượt subscribe và hãy chia sẻ video của em rộng rãi hơn để nhiều người biết thêm chiếc xe này bên em. Và em xin được cảm ơn và hẹn anh chị ở video tiếp theo.